Xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Tấm thân đàn bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và trước khi lắng nghe, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái ngày xưa lúc mới về đây cô cứ nghĩ cái vân là đứa em chồng trong truyền thuyết ít nói khó gần và hay gây sự vô cớ nhưng may mắn cho cô nó hiểu chuyện hơn cả thằng chồng to xác của cô rất nhiều. Hai chị em ngồi đến tận khuya, tỉ tề nói chuyện với nhau. Có cái đùi gà chị em cũng nhường nhau. Cái vân nặng nặc đưa cho chị bảo chị ăn cho cháu có chất. Ăn xong lại bảo chị đi tắm, không tối muộn sẽ lạnh. Lê gật đầu cười. Trong căn nhà vô cảm, vẫn có một sự thấu hiểu đồng viên. Lê dời đi biết bao nhiêu nỗi buồn. Cô thầm nghĩ sau này dù có thể cô với anh không còn làm vợ chồng đi chăng nữa Thì mối quan hệ tốt giữa cô và Cái Vân sẽ kéo dài mãi mãi về sau Đêm nằm ngủ với chồng, chung giường thật đấy Nhưng lại xa cách lạ lẫm vô cùng Mỗi người quay một hướng Ở giữa chè một con gấu bông nhỏ giống như giữa khoảng cách Có lẽ tầm này thứ quan trọng hơn tình cảm vợ chồng Đấy chính là yên bình cho tất cả Êm ấm cửa nhà, mấy ngày trước lê còn nghĩ ngợi còn buồn rầu thì bây giờ cô nghe cái vân mà ngủ ngon lạnh người ta thường bảo người đàn bà ngu nhất là bắt đàn ông lựa chọn mình với gia đình họ có thể bỏ vợ cho gia đình thì không vì vậy đừng hỏi nhiều làm gì cho đau lòng bản thân cố gắng nỗ lực để sau này tự lo cho mình và con là một điều sáng suốt bởi cô cũng chỉ muốn con cô có bố kia đấy chỉ cần là danh xưng còn cô có đầy đủ tay chân cũng chẳng cần vừa dẫm vào ai cả ngày hôm sau khi lê đi làm về vợ chồng cái liên đưa cho cô một túi ni lông sơn nói chị cầm lấy tiền của chị đi đây là số tiền mà tôi đã mượn của chị để mua miếng đất đó bây giờ tôi xây được rồi trả cho chị đó lê không nói gì cả trực tiếp đổ ra bàn rồi đếm từng tờ rất cẩn thận trước mặt lê đếm tiền cái liên nhếch môi tỏ ý cười khinh không phải kiểm đâu chồng tôi lấy từ ngân hàng ra còn đi phong đấy chị không nhìn thấy sao tao tin ngân hàng nhưng mà tao không tin vợ chồng nhà mày chứ mày thấy người ta lấy lại tiền rồi kiểm tiền cẩn thận lạ lắm sao trước câu nói vô duyên của cái liên lê lạnh lùng nói bên cạnh cũng có thái ngồi đấy thấy các em mình nói như thế mà hắn không nói câu nào sau khi kiểm xong lê ngước lên hỏi vợ chồng nhà sơn Tao cho vợ chồng mày mượn tiền một tỷ kia mà. Sao ở đây lại có bảy trăm? Một tỷ là của chị bảy trăm, của anh Thái ba trăm. Nhưng anh trai tôi cho tôi mượn lại ba trăm ấy. Nói không cần trả ngay, cho nên tôi chỉ đưa bảy trăm này cho chị thôi. Vậy sao? Lê cười rồi nói một câu rất thẳng nhiên, không trách móc, không đầy nghiến. Nhưng thấy lạ liên hỏi sao dạo này chị Lê Hiền thế? không hay chửi ngoác mồm như mọi hôm vậy. mày nghe câu mỗi ngày trôi qua người ta thường khôn ra một ít chưa? tao cũng chỉ cần mày trả tiền của tao thôi, còn tiền người khác mày không trả cũng chẳng sao. tao sống cho bản thân tao, cho con cái tao, những thứ khác có hay không không quan trọng. tao biết thừa mảnh đất đấy đang lên giá, sớm muộn gì thì mày cũng đẩy tao ra, không cho chung đụng gì, để vợ chồng mày ăn cả thôi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn vợ chồng mày đã trả Những câu nói nghe qua thì rất tử tế Nhưng nó lại ứng sau nỗi đau vô hình trong đó Lên một mình hướng đi cô độc Cũng giống như ngầm thừa nhận Cô đã thua vợ chồng nhà Liên Ở mọi mặt, mọi phương diện Tuy nhiên ở khía cạnh nhỏ bé nào đó Cô vẫn nể phục sự thương yêu của hai đứa nó Thay vì quyết định mọi việc một mình Thì hai vợ chồng nó luôn bàn bạc song hành với nhau, bất kể là chuyện lớn chuyện bé, chứ chẳng như vợ chồng cô. Chỉ có cô cố gắng một mình thì làm sao phấn đấu nổi dài Chị không giận thật sao? Chị không quan tâm anh Thái giữ lại tiền cho vợ chồng tôi mượn thật sao? Chị có phải là chị Lê chuyên gây sự không thế? Khi Lê còn đang nghĩ thì cái liền nó lại thắc mắc khiến cô đảo mắt nhìn sang. Thái độ này của nó cô lạ gì chứ? Nó đang mỉa mai cười cợt cô Để cô lại điên lên mà chửi bới Xong Thái lại tức Mà chửi vợ Lê lắc đầu cô đáp Kiểu tao tử tế với vợ chồng mày Xong kiểu nhà mày không quen hay sao đó Tao nói rồi Phần ai người nấy cố gắng Chúng mày đừng động đến tao là được Nói xong Lê cầm tiền trở về Rồi mặc áo khoác phóng xe đi luôn Ba người ngồi trong đầy nhìn Lê ra ngoài liền lại bắt đầu chọc ngoáy. Anh Thái, anh để chị ấy lộng quyền như vậy sao? Trần đời về nhà chồng, mà trong chị ta khinh từ người lớn đến người bé, cầm cả mấy trăm triệu cũng chẳng trình bày với chồng được nửa câu. Hay là nói mục đích mang tiền đi đâu, thế nào? Như thế mà anh cũng sống được. Em cũng chịu anh rồi đó. Kệ nó đi. Nói như thế, thím bảo tôi phải làm gì đây? Thái cười trừ, giả chờ như thản nhiên. Nhưng hắn cũng đang sôi máu vì bị em dâu bơm đẻo. Chính hắn cũng nghĩ cái liền nói đúng. Liền nghĩ rồi bảo. Em là em trong nhà, em cũng chỉ thấy chướng mắt em nói thế thôi. Ít ra chị ấy cũng phải mở mồm ra bảo. Ừ, tôi đem tiền đi gửi hay đi trả hay như thế nào. Chứ đằng này không nói không rằng. Cứ như thế chồng chết rồi đó. Mà em nói thế thôi. Còn tùy hai bác. Cái liền xuyên xỏ xong phủi ngay trách nhiệm Tuy Thái không nói gì cả Nhưng vợ chồng nó thừa hiểu Thái không hài lòng về vợ mình Lê quay lại nhà mẹ Đi cho bà số tiền đã dày được mới cưới mua đất Cô nói Chỗ tiền này con trả cho mẹ Con lấy lại được tiền rồi Bà Nga nhìn con Rồi lại nhìn mấy sắp tiền trên bàn Bà nói Thôi mang về đi có việc gì thì cầm lấy mà dùng Nếu đã không mua chung đất với nhà thằng kia Thì cũng phải để tiền mà mua miếng đất khác Rồi xây nhà lên ở chứ Để nở chung mãi thế sao Bà Nga nói với con Lê lắc đầu cô nói Con cũng đang tính thế thôi Nhưng để nhiều tiền ở đấy con không yên tâm Mẹ cứ cầm lấy đi Mai mang đi gửi Xong kiếm miếng đất nào rẻ rẻ Mua để đấy Lấy cả tên của mẹ Đừng lấy tên con Trước câu nói của con gái, bà cũng biết vợ chồng con mình đang gặp vấn đề Bà thở dài quay mặt đi, bà trách Có cái gì, có chuyện gì, mày phải nói với mẹ chứ Hỏi thì mày bảo không có gì dừng mùa đất, phải đứng tên mẹ, là nghĩa thế nào Nhà đấy, nó đối xử tệ, hay thằng Thái nó bỏ mặt vợ con Hay thế nào, mày phải bảo với mẹ Để mẹ còn biết mà sang nói chuyện với nhà người ta chứ bà nga một lần nữa nói lê cũng chỉ cười nhạt mà gạt đi chẳng có chuyện gì đâu tại con không tin tưởng nhà bên đó thôi mẹ cứ cầm lấy cho con là được thôi con về nhà đây muộn rồi mẹ à lê nói xong thì cũng đi ngay để bà nga ngồi đấy trông ra xót ruột dắt xe ra ngoài cổng lê ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ một lúc rồi mới đi không phải cô không muốn kể, nhưng kể ra rồi cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Ngược lại bà Nga cũng chỉ khổ thêm. Lê Thừa biết tính cách của mẹ mình, thường ngày thì bà rất hiền lành, nói năng cũng rất dịu dàng. Nhưng một khi động đến chuyện gì, bà cũng rất dứt khoát. Cũng không biết người ta nói thật hay theo dệt ra. Có người bảo ngày xưa bà Nga đi bán hoa, gặp phải khách khốn nạn không trả tiền. Nói ngọt ngào hắn cũng không đưa, nên bà đã cầm cả con dao nhọn gọt hoa quả trên bàn kê vào cổ gã định quệt tiền đến chảy cả máu cuối cùng thì cũng lấy được tiền của hắn người ta bảo gái đánh đĩ chỉ nhẹ nhàng để lấy tiền thôi còn một khi đã bất cần thì cũng chẳng biết gì đến khách tất nhiên lê không tin cho lắm nhưng ngoài đời đúng thật tính cách bà như thế nên lê mới sợ ở tầm tuổi này nhiều người cũng lui về an nhàn dần nhưng bà nga thì vẫn phải kiếm tiền mưu sinh đấy là cái khiến Lê ái nái nhất trong cuộc đời này làm con chẳng giúp gì được cho mẹ mình thì chớ lại còn khiến cho bà nghĩ ngợi thì thực sự khổ thân tuy là biết khổ nhưng Lê đã lớn rồi cô cũng có được những suy nghĩ của riêng mình quyết định chiều nhún nhường để con mình có bố để mình có chồng và hơn hết cái tài tiếng của bà nga năm xưa sẽ dần dần lắng xuống hợp lý cả đôi đường còn chuyện này không đi đến đâu thì tất cả đều chẳng ra gì đi một tí thì cũng đến nhà rồi mỗi lúc một khuya một rét lê cho tay vào trong áo lấy ra chùm chìa khóa dắt xe tất cả căn nhà đều đã tối đẹn chỉ còn phòng cô còn bật sáng nghĩ là chồng cô vẫn chưa đi ngủ lê cũng không quan tâm cô vào trong phòng cười áo khoác ra rồi treo áo mình lên cái móc lìa mắt thấy cái áo của thái thầy ra vẫn để y trên ghế nhưng lê giả vờ không thấy khoảng cách vợ chồng rất xa lê cũng chẳng hiểu mình có chồng để làm cái gì nữa đứng lại đã anh có chuyện muốn nói khi lê đình mang quần áo đi tắm thì thái gọi lại lê cũng dứt bộ quần áo trong ghế rồi ngồi đấy chờ thằng chồng giảng đạo lý cho nghe thái đi đến ngồi đối diện với vợ rồi nói những câu mà trước đây đã được vợ chồng thằng em trai quý hóa tiêm nhiễm vào trong đầu giống như thể thái là con búp bê lập trình sẵn chỉ cần vợ về hắn sẽ phát lại y chang những gì mà hắn đã được nghe trước đó lúc nãy em mang tiền đi đâu sao em không nói lời nào mà đã ban đi như thế ít ra em cũng phải báo danh một câu chứ báo cái gì cơ tôi chẳng có trách nhiệm gì phải báo sức đây là số tiền mà tôi đi mượn của mẹ tôi nay tôi đi trả tiền của anh quái đâu mà anh quản sao lại bị vợ chồng thằng em đó nó bơm đểu cho đôi ba câu lại định sinh sự phải không muốn nói cái gì thì cứ nói để tôi giải đáp thắc mắc cho lê rửa tay ngồi hất chân nghe cái lý lẽ của người không có chính kiến chuyên bị người ta dắt mũi về hoạnh hoẹ vợ mình thái trầm vòng đáp không phải là anh cấm cản gì cả Chỉ là một câu nói gọi là báo tôi Chứ mất mát gì đâu Lê bật cười Nụ cười của sự bất lực Cô nói với chồng mình Nè Anh bị chúng nó suối nói thế Mà không sợ lên gáy xem Anh làm bất kể việc gì Anh có nói chuyện cho tôi nghe không Chuyện anh để thằng Sơn còn liền đứng cả tên trong sổ đỏ Anh cũng giấu tôi Chuyện 300 triệu của anh giữ lại cho nó mượn Anh cũng chẳng bàn với tôi tất cả chuyện lớn chuyện bé trong nhà này một mình anh quyết hết mà có phải anh sáng suốt như người ta đâu vậy mà giờ quay ra dặn dẹo tôi phải báo anh có quyền gì ở đây lê nhìn chồng chất vấn thái mới trố mắt ra giật mình thật đúng hắn chẳng bao giờ báo giờ lấy một câu thì lấy cái gì mà chê trách tuy nhiên thái vẫn ngoan cố ngang ngược ra chiều hiểu biết nắng vợ cho đến cùng anh có thể không báo em nhưng em thì khác em là dâu cơ mà em không được phép cứ cái đà này chắc anh phải gọi mẹ sang để nói chuyện choan tao cấm mày đồng đến mẹ tao tao lấy hạng bất tài chưa đủ khổ với bà ấy sao mày bảo vệ gia đình mày thì tao cũng thế thái đang mồm xoen xoét giáo huấn vợ thì nhắc đến bà nga khiến lệ sườn cồ lên không mất một giây nào suy nghĩ cô thó lấy cái cốc thủy tình trên bàn ném về phía chồng. Thái theo phản xạ né được chứ không thì dở đầu mất. Lê trợ ngược cả hai con mắt, nhìn chồng đầy uất hận, trong đôi mắt lồng lanh, không rơi một giọt nước mắt. Người ta không thấy có bất kỳ tình cảm nào gọi là nhìn người chồng đầu ấp tay gối, thương yêu, gắn bó hàng ngày. Tiếng đổ dở vừa rồi khiến cho Liên đi qua, nghe được, thì hí hưởng về báo với chồng nó, nó cứ nghĩ chị dâu đang bị anh trai nó giáo huấn ghê lắm, nhưng hoàn toàn không phải. Trước thái độ như phát điên của vợ, Thái cũng chết sững. Nói trắng ra, thì ý định của hắn lúc đầu cũng chỉ muốn lên mặt với vợ tí thôi. Nhưng không ngờ Lê lại ghê gớm đến thế, khiến Thái cũng không dám nói thêm nửa câu. Như lần trước bật lại vợ, hắn phải uống rượu vào mới dám nói, chứ lúc tỉnh thấy mặt vợ thì Thái lại không dám nói nữa. Lê im lặng một lúc lâu để giữ bình tĩnh Lúc sau chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài Cô nói Tôi im lặng Không phải tôi sợ Mà là tôi còn để cho anh mặt mũi Chúng ta nhà nào nhà đấy lo Con tôi cần có bố Vì vậy khi tôi còn hiền lành Tôi còn tử tế Đừng có chọc tức tôi Tôi không tha cho đâu Nói xong Lê đi thẳng Còn Thái ngồi đấy chưa hết bàng hoàng Nói thẳng ra mối quan hệ giữa Lê và Thái, nó mong mình giống như sợi chỉ, chẳng biết sẽ đứt vào đâu. Người ta hay bảo, đàn ông đôi khi nóng giận chỉ là bộc phát, cảm xúc. Khi nóng lên, họ có thể đánh vợ, nhưng mà sau khi bình tâm trở lại, người ta vẫn yêu thương vợ mình rất nhiều. Còn ngược lại, đàn bà mới đầu sẽ rất nhẫn nhịn, vậy sau thì tức nước dở bờ, họ tỏ thái độ với chồng, nghĩa là chẳng còn gì để mất. Trong lúc nói, Lê cũng đã nói thẳng ra lý do cô còn bám trụ trong ngôi nhà này. Không phải vì Thái, cũng không phải vì bản thân, mà là vì con cô sau này. Cô để mọi việc cho Thái quyết định, còn mình không cam thiệp. Đổi lại là sự bình yên cho cả gia đình. Sau khi tắm xong, Lê về phòng. vừa mới đặt lưng xuống giường thì tiếng ba lộc lại hốt hoảng giang lên. Thái, sợ đâu? Ra đây xem bố mày bị làm sao nè. Bà Lộc run rẩy gào to trong đêm vắng, khiến tất cả giật mình chạy đến phòng của hai ông bà. Cửa phòng đã mở, đèn điện đã bật hết. Bà Lộc không biết làm gì, cứ lay chồng liên tục. Trên giường, ông Lộc người co quắp, lên cơn giật liên tục, hai mắt trắng trông rất đáng sợ. Tất cả đều có mặt, trong khi Thái xem ông Lộc là thế nào, thì Sơn gọi xe cho ông đi diện. Bà Lộc ngồi đấy không thùi nước nở, Trời đất ơi, sao thế này? Sao mới vừa nãy còn ngồi xem đá bóng? Thế mà giờ vào trong phòng nằm thì có giật. Chắc là bố trúng gió thôi, đợi tí có xe bây giờ đó. Sơn nói với tất cả. Trong lúc chờ xe, Lê giờ tạm dài bộ quần áo, một ít vật dụng cá nhân cho vào trong túi, để sẵn đi diện. Dù gì thì ông bà Lộc cũng là bố mẹ. Có những chuyện cô không hài lòng, hoặc chồng cô chẳng biết gì, thì cô vẫn phải chăm nom bố mẹ chồng theo đúng trách nhiệm. Bây giờ đi cả nhà hay thế nào? Cái phường hỏi, bà Lộc quay sang nhìn các con. Cái liền đứng lên bên ngoài nói dạo. Hay vợ chồng Thái đi trước đi. Em bầu thế này con thằng Bin, mai vợ chồng em còn đi làm nữa. Cái liền loành hoành kêu bận, Lê không chịu mà nói. Mày làm như mỗi mình mày có bầu đó. Chắc tao không có bầu, chắc ở đây mỗi chồng mày có việc làm còn người khác thì không mày không đi được nhưng thằng sơn phải đi xem bố thế nào trong lúc người đi theo bác sĩ làm thủ tục thì phải có người ở lại trong chứ nhà một đống người chứ có phải không đâu phải đó thằng sơn theo bố mày vào trong đấy ở nhà có cái vườn cái liền là được rồi sơn liềm mắt nhìn chị dâu lê chị nhét mép lên tỏ ý cười khinh cái ý đồ của thằng này thế nào cô lại còn lạ gì xe cũng vừa đến tất cả người được giao lúc nãy cũng lên xe đưa ông lộc đi bệnh viện chiếc xe lao vuông vuốt trong đêm tối nhìn cái mặt của thằng sơn lê không khỏi buồn cười không phải nó căng thẳng vì sợ bố nó có mệnh hệ gì mà nó sợ tốn tiền mất mấy buổi công làm việc bà lộc sợ chồng mình chết thì cứ khóc thuốc thích mãi Lâu lâu nắm tay nắm chân xem ông còn nóng hay đã nguội teo. Từ trước đến giờ chưa có ai ngồi trên cái xe cứu thương ấy, cũng chẳng ai biết cảm giác ngồi trên đó là như thế nào. Ấy vậy mà giờ ngồi lên đây, cái gì cũng dội dã, gấp gáp, đến không khí hít thở cũng giống như ngột ngạt. Qua lớp cửa kính trông ra ngoài, thấy những người khỏe mạnh đi lại, thực sự là chậm rãi, thư thả. Xe chở ông Lộc vào trong bệnh viện, Y tá trồng thở bằng máy suốt chặng đường Khi dạo đến xe ca Cũng chạy băng băng qua đến tận phòng cấp cứu Đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng Đêm nay quả thực rất dài 2 giờ cửa mở Bác sĩ đi ra thông báo Ông nhà bị tai biến Sức khỏe đang rất xấu Dẫn hôn mê sâu Chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị Nhưng mọi người trong gia đình phải chuẩn bị sẵn tâm lý Trong tình huống xấu nhất Mọi người có mặt trong hành lang lúc đó cứ lặng cả người đi, nhất là bà Lộc. Để cho bác sĩ đi khỏi, bà vừa khóc vừa nói. Ông ơi, sao lại thế? Lúc tuổi vẫn ăn được mấy bát cơm, còn đi bộ tập thể dục kia mà. Sao giờ lại bị tai biến hả ông ơi? Lên ngồi đó an ủi bà Lộc, mong bà không đau buồn suy sụp, lại đổ bệnh. Người nhà bệnh nhân Lộc ra quầy đóng tiền dịp phí nhé tiếng người y tá thò đầu ra nhắc nhở bất giác hai anh em trai nhìn nhau nhưng sơn là người nói trước anh đi đóng tiền cho bố đi em lại quên mang ví mất ở đây mẹ còn tiền mày mang đi mà đóng bà lộc thấy con trai nói thế thì thật thà nói lại khi ấy lên ngồi bên cạnh đã nói tranh giàu sai chồng nó không mang tiền thì anh bỏ tiền ra đóng diện phí cho bố đi Đóng hết bao nhiêu giữ lại biên lai tu tiền về anh em chia đôi Bố là bố chung Mẹ thì già rồi Lại định để mẹ đóng nữa hay sao Thái gật đầu đồng ý Mặc dù lúc sớm giờ chồng tí thì đánh nhau Nhưng giờ bố nằm đây Cũng không ai có tâm trạng bắt bẻ Bà Lộc bây giờ cũng cuốn cuồng Chẳng nghĩ được chuyện gì khác Để cho Thái đi ra ngoài đóng tiền Sơn quay sang nhìn chị dâu Vừa cười vừa nói Chị Lê đúng là người lãnh đạo nhỉ Nói cái chồng đi ngay Thế không phải đi ngay Thì để bố chết sao Anh Thái có thể thật thà Nhưng chị thì không thật thà được Ngay dậy như thế Đứa khùng nó ăn hết của con chị mất em ơi Lê thẳng nhiên nói với Thái Bà Lộc cho mày chửi Tiền sư mày chứ Mày rủ ông ấy chết đó sao Vừa mới nghĩ mày tử tế Cầu trước thì câu sau Mày đã choáng câu nghe nhức nhối rồi còn có nói lời khó nghe Thì mẹ cũng phải thông cảm Tính còn thẳng Chứ không phải cái dạng lẻo mép Nịnh bờ Đến lúc nguy cấp thì đùn đầy trách nhiệm Sau câu nói của Lê Thì không ai nói gì cả Nếu là ở nhà thì chắc lại bưng bét Chửi bới cô thế nọ thế kia Nhưng mà trước ở cổng bệnh viện Thì ai cũng không muốn nói nhiều cả Sau khi đóng tiền xong Thái quay lại Lê nói với bà Lộc Thôi Bây giờ muộn rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai mẹ vào thay ca cho anh em con về. Tuy lớn cấn, nhưng lại nghĩ Lê nói phải. Bà già rồi không thể thức đêm thức hồn như trai trẻ. Thái nghe giờ nói như thế thì cũng xen vào. Em chở mẹ về, rửa nhà nghỉ ngơi luôn đi. Lê cũng gợt đầu chứ không buồn ở lại. Sơn nghe đến đây thì cười hền hệt mỉa mai. Tưởng chị Lê dâu trưởng ở lại trăm năm bố chứ. Anh Thái nói có thế thôi mà đã định về rồi sao? Thôi sợ ơi, tao xin mày đó, bố mày còn đang nằm ở trong kia. Lúc này là lúc nào mày còn mỉa mai nhau nữa? Bà Lộc ức phát khóc trách con trai, Lì nói. Mẹ cứ ra ngoài mặc áo khoác vào đi, con gọi xe xong con ra ngay. Để bà Lộc ra ngoài trước, cô bảo với thằng Sơn. Tao cứ có cảm giác Lúc bố bị như thế này Mày muốn gây sự để mẹ ngất ra đây hay sao đó Đó là chị nghĩ thế tôi, Chứ tôi chẳng nghĩ thế bao giờ cả Sơn thẳng nhiên đáp Lệ nói với em chồng Thế cái câu dâu trưởng chăm bố của mày Là có ý gì đây Vợ mày không phải dâu sao Thế chắc con trưởng bố mẹ cho ăn cơm Còn thứ như mày Thì cho ăn cỏ rác hay gì Mà mày nói chuyện kiểu vô trách nhiệm như thế giờ mày có bầu Mày xem như là cô tổ Còn tao thì không sao Bảo nó đến đây mà chăm đi Đúng là cái loại Đạo đức giả Lê nói xong thì nhổ toẹt Một bãi nước mọt Ra chiều cười khinh Sơn bị chị dâu chửi quá quát Thì sừng cô lên Định đánh cả chị dâu Mày mà thái càng ngăn Anh tránh ra Để em nói chuyện với chị ấy Anh nghe giờ anh nói em đấy Cuối cùng anh có dạy được vợ không? Tao mà giữ anh mày thì để nhà tao nát hết rồi. Để cái loại không biết điều như vợ chồng mày ăn hết sao? Cái loại ăn tạp, cái loại được cái vợ lớn chồng, cái loại trơ răng bữa. Lê chửi tàng sơn không dấp một chữ. Những câu đấy cứ từ mồm phọt ra, chứ chẳng có một chút suy tính. Mà cũng lạ lắm, cứ bảo phải nhìn cho ấm cửa em nhà Thế mà cứ nghe vợ chồng nhà nó bơm đẻo dăm câu Thì Lê lại chửi hay hờn mở đĩa Nhất là khi chồng cô không còn lý do Khiến cô nể nàng nhà chồng đó nữa Có chăng bây giờ chỉ là cô còn trách nhiệm với bố mẹ chồng thôi Nói xong thì Lê cũng đi ra ngoài gọi xe Cùng với bà Lộc trở về Suốt quãng đường đi Không ai nói ai câu nào Đêm hồn khuya vắng Lạnh lẽo Trong xe lại ngột ngạt mang bầu làm quần quật cả ngày. Đến giờ này chưa ngủ được, chốc chốc bụng cô lại rò lên mấy liên tục. Khiến cho bà Lê bất giác sợ tay lên đấy. Vì đến nhà cái vân vẫn ngồi chầu hậu ở ngoài hè, chờ chị với mẹ về. Nó không dám gọi điện hỏi han bởi nó sợ trong lúc mọi người lo cho bố, ký giấy tờ, làm theo lời bác sĩ sẽ không có thời gian kể cho nó nghe thấy hai người nó mới chạy ra đón, lê thấy nó chưa ngủ thì nói: sao không ngủ đi, muộn rồi bố không sao đâu. em không ngủ được, bác sĩ bảo bố không sao thật sao chị? vân hỏi lại, lê liền gật đầu. cô không muốn cái vân lo lắng mà không tập trung học hành. lê nói vậy nó liền gật đầu, nhưng mà quay sang bà lộc thấy mặt bà sĩ ra không nói không rằng, nó hỏi lại. Có thật là bố không sao không chị Sao mặt mẹ trông lại thế kia Mẹ mệt đó Với cả thức khuya Bà ấy già rồi Thì mệt như thế thôi Tôi vào nhà đi Mà tối nay xuống mà ngủ với mẹ nhé Cái vừng gật đầu ngay Chờ cho bà Lộc vào phòng Nó cũng ôm con gấu bông Chạy sang nằm với mẹ Sáng hôm sau mới bảnh mắt Đã thấy bà Lộc ngồi ở bên ngoài Trên bàn nào là xôi nào là bánh mì để sẵn đấy Thấy con dâu Bà chạy lại nói với con Vậy rồi sao Ăn sáng đi Mẹ mua rồi đây Muốn ăn bánh mì thì ăn Muốn ăn xôi thì ăn Ăn rồi chở mẹ vào bệnh viện Xong mày cứ đi làm đi Để mẹ lại đấy trong bố mày Bà Lộc lấu tấu dồi dàng nói Khuôn mặt bơ phờ này là biết cả đêm Bà không chợp mắt nổi. Lê cầm lấy cái bánh mì bà Lộc đưa Rồi nói với bà Mẹ giàu diện sớm thế làm gì Bây giờ mẹ có tuổi rồi Giàu trong đấy dễ ốm lắm Cứ để mấy anh em con thay nhau đi Không được Mày cứ cho mẹ giàu Ở nhà mẹ không biết gì Lo nghĩ còn ốm hơn đấy Ăn nhanh đi, ăn nhanh rồi còn đi Bà Lộc hối thúc Lê đành gật đầu đồng ý Ăn dụi vàng ổ bánh mì Rồi chở bà Lộc đi đến bệnh viện Không quên sách theo xôi vào đấy Cho hai thằng con trai ăn lót dạ hôm qua đưa ông lộc đi từng đáy người thì bây giờ cũng có từng đáy người lê suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến bây giờ việc gì cũng không thể bỏ được hết mà cứ ở đây thì cũng không phải là cách bây giờ ban ngày mẹ ở đây với bố con thì chỉ cần một người nữa ở đây trong là được rồi còn tối thì người khác vào trong thay với ý kiến này thì ai cũng đồng ý vì vậy hôm nay sơn và lê sẽ đi về làm Đến tối sơn sẽ ra trồng Rồi Thái sẽ đưa bà Lộc về nghỉ ngơi Nhìn ông Lộc qua lớp cửa kính Trờ trờ bất động Không biết khi nào ông mới tỉnh Mới khỏe mạnh mà trở về Ngày trôi qua Hôm nay đã là ngày thứ tư ở diện Hôm nay chủ nhật cái vân mới được nghỉ Mà vào thăm bố Tất cả đều có mặt ở đây Chỉ có cái liền từ hôm ông Lộc ốm Nó cũng bị báo đồng thai Nên nằm ệt ở nhà Nhưng ai cũng biết rằng nó không muốn chăm bố chồng nó, cho nên lấy cớ để ở nhà thôi. Sau khi ở viện cả sáng, cái vườn đi về, nó không hề nghĩ ra chuyện phải thay phiên nhau chồng bố, cho nên khi nó chuẩn bị đi, thì bà Lộc, thằng Sơn, gia thái định đi về. Nó quay lại hỏi, Chị Lê, chị không về hả? Chị đi rồi ai trông bố, cô cứ về đi, tối chị về. Lê nói như đấy là chuyện hết sức bình thường, nhưng giới cái vân thì không bình thường tí nào ví như lề cơ thể khỏe mạnh đằng này đang bầu to đi đứng khó khăn còn bắt cô chăm người bệnh nó im lặng không nói cho đến khi tất cả cùng đi ra sân khi ấy nó mới trách anh thái anh không biết xót vợ anh sao chị ấy đang bầu đó thế mà anh lỡ lòng để trẻ ở đây anh xem vợ anh như thế còn vợ người ta kìa mang bầu khỏe mạnh ở nhà rung đùi cành cạch người ta còn chẳng bắt bẻ thì thôi đằng này mình cũng có vợ mà cứ đầy ái chị ấy trước câu nói của em gái sơn nói dạo chị liên bị động thai phải ở nhà chưa chị ấy mà khỏe anh cũng bắt chị ấy vào chăm bố sơn chống chế rất giỏi nhưng cái vần cũng không dừa, nó bật lại ngay giờ anh yếu mà sáng nào mụ chẳng dậy đi bộ tối hôm qua còn đánh thằng Bin, gãy cả cán chuỗi kìa anh tưởng em không biết động thai là thế nào sao đấy mẹ xem đi bây giờ gặp nạn thì mới biết đứa nào là tử tế đứa nào không cái vần quầy sang nói với mẹ nó bà lộc im lặng không nói gì bà đang nghĩ về câu nói của con gái nó nói đúng trong khi cái lề chăm sóc bố chồng mai vẫn đi làm còn cái đứa ở nhà nịnh nọt suốt ngày thì không thấy mặt mũi đâu Biết mẹ đang nghỉ ngợi cho vợ chồng mình Sơn quát mắt chửi Vân Mày chỉ tội lắm chuyện thôi Đáng lý mày cũng phải vào chăm bố đó Mày cũng được bố mẹ đẻ ra cơ mà Nói thì hay Tối này vào mà trông đi Này anh không phải thách Tôi đòi vào Nhưng mẹ không cho tôi vào đó thôi Anh quay vào bảo chị Lê đi về đi Để tôi ở lại trông cho Cái vần tức Gào vào mặt anh trai thách thức Thái quay lại gọi vợ về nhà bởi hắn thấy cây vườn nói có lý Nhưng Lê lại bằng lòng ở lại Cô biết ngoài kia Anh em nhà hắn đang chửi nhau về chuyện gì Nên Lê nói Anh cứ đi về đi Tôi ở lại được Tôi chăm bố không phải vì ai ép buộc Mà là vì trách nhiệm của một đứa con dâu Còn sống với nhau Về lâu về dài Tôi không nghĩ những đứa không ra gì Không lộ bản chất Giờ nói thế Thái cũng không khuyên được Nên mới đi về sau khi rời đi, Lê đắp lại chăn cho ông Lộc Rồi chuẩn bị mang quần áo bẩn đi giặt Vừa làm cô vừa nói với ông Bố ơi, bố có nghe thấy những đứa con có hiếu của bố không? Nó đang cãi nhau vì tị nạnh chuyện chăm bố đấy Đến giờ, liệu bố có biết lòng dạ từng đứa một hay chưa? Lê tỉ tề than thở một lúc Rồi ôm chậu quần áo ra ngoài Không quên đóng cửa lại vì sợ ồn ào Cô không biết, trên khóe mắt đang nhắm nghiền, có giọt nước mắt của ông Lộc vô thức chảy xuống. Ông nuôi còn mấy chục năm, nhưng chắc có lẽ phải chờ đến lúc hấp hối sắp chết, ông mới biết được tính nết của từng đứa. Hôm sau bà Nga hay tin ông thông già bên nhà ốm nên đã vào diện hỏi thăm. Hôm nay bà giàu thì Lê đã về đi làm nên không biết có mẹ mình sang. Trên ghế có bà Nga và bà Lộc ngồi trong hành lang phòng hồi sức dáng người nhưng hôm nay sang đây Bà Nga cũng lấy cớ để hỏi khéo Cây lệ nó sang đây Không biết gì Bà phải bảo bàn nó chứ Còn bé lúc nóng giận Thì nói thẳng thế thôi Chứ tầm nó không có gì cả Dạ tôi biết tính nết cháu nó Mấy ngày vừa rồi nó ở đây Chăm ông nhà tôi suốt Thấy nó dứt giả Anh em trong nhà cứ bảo nó về nhà Nhưng nó không chịu Đúng thật là lúc yếu đau mới biết tính nết các con. Bà Lộc nói giọng rất nhẹ nhàng thấm thía bà có đôi chút dày dứt khi mấy lần không phải với cây lê. Bà cứ ấy nấy với lê bao nhiêu thì bà câm con liền bấy nhiêu. Bố nằm viện ở đây nhiều ngày thì chưa hôm nào nó vào đây xem bố nó sống hay chết. Ông bà Lộc cũng không phải không có tiền mà là lúc yếu đau thế này. Người già cần được con cháu ở cạnh để chăm sóc, thăm hỏi. Chỉ cần một câu đồng viên của các con còn hơn chục liều thuốc bổ uống vào trong người. Mấy ngày trôi qua không ngủ được, lại nghĩ ngợi nhiều. Con cái bà Lộc cũng không nói chuyện mấy. Bởi giờ có nói nhiều, đứa nào chạnh lòng tự ái bỏ về, không có ai chăm ông thì còn chết nữa. Thế cho nên trong đầu bà cũng có rất nhiều tâm sự. Này có bà thông gia chạc tuổi Nên bà Lộc cũng không giấu giếm Mà tâm sự ngay Lúc ông nhà tôi còn khỏe Thì cũng có mong muốn Là có cái nhà đang ở Đứa nào có điều kiện ra ở riêng Thì thằng ở lại phải thêm tiền giàu Gọi là để rẻ cho anh em Nhưng theo cái hướng này Tôi nghĩ Cái nhà này cho vợ chồng thằng Thái Với cái lề là hợp lý nhất Bà Lộc kỵ rất vô tư thì chẳng biết thằng Sơn ở đâu từ ngoài đi vào sảnh, nghe trúng được câu nói đó. Có mặt bà Nga ở đấy, nó không nói năng. Nhưng bà Nga biết được sắc mặt của thằng Sơn đã biến đổi rất nhiều. Điều đó chứng tỏ nó không bằng lòng với câu nói của mẹ nó. Mấy lần Lê kể với mẹ rằng vợ chồng thằng Sơn ăn ở bận tính nên bà Nga cũng đôi phần nắm được. Sợ câu nói vô tư của bà Lộc, vô tình làm con gái bà lại bị ghét thêm Bà đã nói khéo Toàn là con cái trong nhà cả Ông bà cứ làm thế nào cho hợp lý thì thôi Của cha của mẹ cho là quý Không thì cứ để cho vợ chồng chúng nó cố gắng Không Tôi nghĩ kỹ rồi Cây lề nó còn tốt tính chán Chứ cái con vợ tàng sơn này Nó sống chẳng ra gì đâu Từ hôm ông nhà tôi ốm Nó còn chưa ra mặt nhìn cái nào nữa Bà Lộc sợ thông gia không hiểu ý thì bon mồm nói cả. Khiến Sơn ngồi bên, giả giờ bấm điện thoại phát cấu. Nó quay sang trách mẹ. Kìa mẹ, sao mẹ gặp ai cũng nói thế? Mẹ không nghe câu môi hở sang lạnh sao? Nhà con, nó động thai. Sao mẹ không thông cảm gì hết? Sơn nổi đoá với mẹ. Bà Lộc rất muốn chửi nó rằng rõ ràng là cái liên đang trốn trách trách nhiệm. Nhưng nghĩ có bà Nga ở đây, bà lại thôi không nói nữa. Biết ý, bà nga cũng xin phép đi về trước bởi tầm này cũng đến lúc bà phải chuẩn bị đi bán khi bà nga mới đi ra sơn không nhìn được mà nói mẹ mình ngay mẹ lôi chuyện nhà mình ra để kể cho người ngoài đàm tiếu thì mẹ hay lắm sao mẹ không thấy các con mẹ khổ hay sao mà mẹ còn so sánh các kiểu tao nói sai cái gì sao vợ mày tệ mà tao còn phải khen nó được sao cả mày với vợ mày y như nhau uổng công bé bỏng, tao yêu chiều, nuôi nấng. Bà Lộc tức ứa cả nước mắt, chửi con. Nhưng Sơn cũng không vừa, hắn nói. Tính mẹ trước giờ thì ai chịu được. Hôm nay, đứa này làm cho mẹ cái này, thì mẹ nghĩ nó tốt. Còn đứa kia thì tệ. Sau đứa này được lòng mẹ, thì mẹ lại khen. Còn đứa kia thì chê. Mẹ cứ kiểu như thế, sơ hở là dỗi là chửi. Bố ốm được có mấy hôm, lại quy chụp từng người Sơn nói mẹ nó không khác nào hát nước đổ đi. Bà Lộc liền im mặt. Thằng Sơn nó nói cũng đúng. Bà cứ ưa đế nào thì bà khen, còn không ưa đế nào thì chê. Thế cho nên con cái trưởng thành đến tầm này, bà cũng không biết được bùng dạ từng đứa. Giống như bà chỉ biết, do chúng nó thể hiện ra bên ngoài, còn bên trong tâm thì chẳng phân biệt được ai. Ngày tiếp theo, bác sĩ gọi người nhà đến phòng riêng thông báo về bệnh tình của ông lộc hiện tại bệnh tình ông lộc không có gì tiến triển bây giờ tôi đưa cho gia đình hai hướng một là cứ để ông lộc thế này rồi mang về nhà cho con cháu chăm nom được nào thì hay hai là mổ não mổ sao bác sĩ thế nếu mổ thì mất bao nhiêu mà mổ xong bố tôi có khỏe mạnh lại bình thường được không Sơn nghe bác sĩ nói đến đây thì hỏi ngay Cả nhà cũng trông giờ vào câu trả lời của bác sĩ Cho nên không ai nói gì thêm Vì bác sĩ cũng không giấu mà trả lời luôn Mổ thì hên xui Nghĩa là cứu được hoặc không Nó cũng chỉ tầm 50-50 Và cũng có thể sau khi can thiệp giao kéo vào Thì có thể là ông sẽ không trụ được mà đi ngay Nói chung cái này rủi ro Chia đều cho tất cả chi phí mổ thì tầm khoảng một trăm rưỡi đến hai trăm triệu bác sĩ đã giải đáp xong mà cũng không ai nói được câu nào cả nhà nhìn nhau thái nói với người ta bác sĩ để gia đình tôi bàn nhau một lúc rồi sẽ trả lời sớm nói xong thì cả nhà kéo nhau ra hành lang ngồi lúc này bà lộc đã khóc hết nước mắt trước bệnh tình của ông lộc dù từ khi vào đây ông chẳng mở mắt được lần nào Bà cũng đã chuẩn bị tâm lý Đón nhận tin xấu Nhưng mà trước lời bác sĩ báo Bà vẫn không thể dưỡng dàng được Mà gần như gục ngã Khi 20 phút trôi qua Không ai nói gì Thì Lê là người nói trước Theo con nghĩ Còn nước còn tác Hay là mình cứ mổ cho bố trước đi mẹ Chứ tầm này bố nằm thế kia Cũng chẳng khác gì chết đâu Cứ mổ cho bố Người ta cũng bảo một là khỏe mạnh Hai là dứt khoát bố đỡ phải đau đớn lê ngập ngừng nói trước bệnh tình thế này không nói thẳng thì cũng chẳng được thế nhưng sau khi lê ý kiến thì thằng sơn nó lại phản đối kịch liệt chị bị đi sao chị muốn bố tôi chết hay gì mà đòi mổ nhà mình cũng không phải dạng thừa tiền gì mà làm bừa tốt nhất cho bố về bố ăn được cái gì thì ăn sơn cũng nêu ra ý kiến của mình nhưng lê biết thằng ôm này nó chỉ vì sợ tốn kém cho nên mới gắt gỏng như thế Nhưng lệ tức là tức cái thái độ của nó Làm ra dễ thường xót Nhưng thực tế nào có phải Đây là ý kiến của tao Sao mày không nói trước Để đến lúc tao nói ra quan điểm Thì nhảy đường lên Tao mong bố chết Mà tao ở đây biết bao nhiêu hôm Còn vợ mày đâu sao không có mặt Mày chỉ tiếc tiền thôi Chứ thương xót cái nỗi gì ở đây Lệ tức không nhìn được liền nói lại ngay thái chen vào nói tất cả yên lặng đi để cho mẹ giải quyết tầm này bà lộc làm gì còn sức hay tỉnh táo mà nghĩ ngợi khẽ lắc đầu bà chỉ biết thở dài bất lực nói bên này các con vẫn cử cại nhau khốc liệt đứa nào đứa đó vẫn đưa ra hàng ngàn lý do để giải thích cho lựa chọn của riêng mình thằng sơn cũng thế nó vẫn khăng khăng với quyết định của mình Lê bất lực nói với nó Bằng tất cả những gì nhẹ nhàng nhất Tự tế nhất Mong thằng em chồng nó có thể sáng suốt Mà nghĩ lại Mày cứ nghĩ kỹ đi Tao cũng biết Mày chỉ sợ tốn tiền đấy thôi Chưa bố sống cả đời thực vật như thế Mày cũng không vui vẻ gì đúng không Thay gì như thế Cho bố mổ Khỏe mạnh cũng được Mà nó có không thành công đi chăng nữa Thì cũng không sao Cốt lường tầm con cái không cắn sức bởi tất cả đã cùng cố gắng hết sức chị nói thì hay lắm nhưng nhà tôi không giống nhà chị vợ chồng tôi không có tiền nhiều như nhà chị chị thì quyết định thẳng thắn chứ còn tôi thì tôi chịu trước câu nói ngang ngược của thằng em chồng lê đáp ở đây ai là người có tiền chẳng ai có tiền hết nhưng không có thì đi dây mặt mũi tòa người uy tín thế kia mà lại không chạy được tiền lo cho bố mổ vợ chồng mày có mảnh đấy mấy tỷ. Chồng đi làm, vợ đi làm đều đều, mà đây bố đứng giữa ranh giới sống còn, lại ngoác mồm ra kêu không có tiền. Tao cũng chỉ nói thế này, mà người đôi khi không phải nhiều tiền là có thể sống. Nhất là khi bố chỉ có một. Lê nói một hồi rồi lại im lặng, cho anh em nó tự ngẫm nghĩ với nhau. Bởi đấy cũng chỉ là quan điểm cá nhân của cô, còn mổ hay không Đời nào do cô làm chủ Tao quyết rồi Mổ cho bố mẹ Tao sẽ lấy tiền tiết kiệm ra để mổ cho ông ấy Chẳng cần đứa nào phải đóng góp gì sắc Sau câu nói quyết định của bà Lộc Thì không ai nói gì thêm Bởi đây là quyết định cuối cùng Sau khi được người nhà thống nhất Rồi ký vào cam kết phía bệnh viện Ngày đêm hôm sau Ông Lộc được đưa đi mổ Trong lúc cấp bách Bà Lộc không quên đi chùa chuyện thay bà để làm lễ giải hạn. Mong ông Lộc có thể vượt qua đại nạn này mà trở về nhà bình an. Thế nhưng có thể số kiếp ông Lộc đã tận. Cho nên mặc dù bác sĩ đã tận tâm cứu chữa, vợ con bỏ ra một số tiền không nhỏ để lo cho ông. Nhưng cuối cùng thì ông vẫn không thể chống chọi được với bệnh tật mà qua đời. Chỉ sau cuộc phẫu thuật dài tiếng đồng hồ. Tất cả vô cùng đau xót, tiền thì mất, nhưng người thì giận chết. Bao nhiêu ngày chuẩn bị tâm lý trước đấy, nhưng đến lúc này, bà Lộc ngất luôn, không còn gắn gượng nổi nữa. Sau ngày hôm đấy, ông Lộc được đưa về nhà lo hậu sự, hàng xóm đến chia buồn rất đông. Trong tàn lễ, người ta thấy cô liền, con dâu thứ nhà ông Lộc, khóc bố chồng giật giả, đau khổ, còn con dâu trưởng thì chẳng thấy đâu. Hỏi mới biết, cô Lê sau biết bao ngày ở diện trong bố, thì nay cũng ốm thật. Bà Nga sợ con bầu bị tiếng kèn trống, đám sứ ảnh hưởng, nên đã xin cho Lê sang bên nhà nằm nghỉ cho yên tĩnh. Thế nên thành ra, còn có cái liên ở lại, bụng thì bầu, người ta cũng nói nên sang nhà hàng xóm nằm tạm, nhưng liên nó nhất định không đi. Cứ nằm rủ rượi bên quan tài ông Lộc khóc nức nở. Mọi người trong dạo cũng thấy tụi, khen nhà bà Lộc có còn dâu ngoan ngoãn lại hiếu thảo hết mực nhưng chẳng phải bởi sau cái chết này của bố dự là anh em trong nhà cũng không lấy gì thương nhau nhất là bà lộc cũng chẳng phải là người khôn ngoan hai ngày sau đấy thì tang sự của ông lộc cũng được lo xong tuy các con không nói xong chúng nó vẫn để ý đến cái đống phong bì giếng bố mà bà lộc đang cầm trên tay tối hôm đó cái liền nó hỏi Mẹ ơi, chỗ tiền phúng đi hứa bố, mẹ định làm gì thế? Gớm khổ nữa, khi nào rồi hỏi? Thằng Sơn nghe vợ nhắc đến tiền thì gàng, kể ra cái liền là người tham lam lợi trước mắt, còn khôn khéo ăn lợi sau này thì phải nói đến chồng nó. Lê chỉ ngồi đấy cười trừ chứ không đáp, nhưng cái liền lại thấy khó chịu, nó hỏi. Chị cười cái gì? Tôi chỉ nhắc mẹ thôi. Chứ đâu có phải cái bụng chị đang nghĩ gì đâu Thì tao có nói gì đâu Tao chỉ mừng là khi bố nằm xuống Thì mày cũng hết động thai Mày khóc bố mà mấy bà hàng xóm cứ khen mãi đó Nhờ có mày khóc Mà đỡ đi cả triệu tiền khóc mướn Lệ nói rất thoải mái Cái liền lúc này mới giật mình im lặng Mấy này nhà có đám Nó quên mất phải đóng người đang đồng thai đến bây giờ khi lê nhắc nó mới nhớ ra lê gấp cho mẹ chồng đang chống đũa không ăn được gì buồn cô nói còn chuyện mẹ cầm tiền giếng thì đấy là quyết định đúng mẹ vẫn khỏe giờ bố mất rồi mẹ cầm số tiền đó đi đâu chơi cho khuây quả rồi sau còn lo mụ mạnh dỗ chạp cho bố bà lộc ngước lên nhìn cái lê như không buồn nói sơn nghe chị dâu nói thì giật nhưng hắn vẫn khó chịu nói Chị nói thì đúng đấy Nhưng tôi ghét Là ghét ở cái thái độ của chị Chị đi làm dâu mà chị quyết định cả thế sao Trong khi chồng chị ngồi đây sợ sợ Anh tôi chưa nói câu nào Mà chị cứ làm như mẹ thiên hạ thế Sơn lèm bèm chửi Rồi đánh mắt sang thái Đang ngồi ăn cơm ngon lành Mấy này lo chạy đám Giờ mới được ăn bữa tử tế Nên Thái không để ý mọi người đang nói chuyện Chỉ khi Sơn nhắc đến tình Thái anh ta mới ngáo ngờ quay ra nhìn em thắc mắc. Nếu đúng ý của Sơn, thì Thái phải cao giọng chỉnh giờ. Nhưng đằng này khuôn mặt cứ ngáo ngờ, không biết chuyện gì khiến cho Sơn bất lực. Lê nói. Chú Sơn sống với anh trai bao nhiêu năm, mà không biết anh trai mình thật thà sao? Vì anh ấy thật thà nên chị không thể là người không biết gì được. Chị cưới về đây, được pháp luật chứng nhận. Tên chị có trong sổ hộ khẩu gia đình. Ai cũng là con của mẹ cả Thì hà cớ gì chú phân biệt là dâu với đẻ Trong khi con vợ chú Cũng là dâu giống tôi Nhưng nó lại hỏi chuyện tiền đông của mẹ Mà cũng lạ lắm nhé Khi chăm bố thì quay ra Đổ nhà tôi là trưởng Nhưng mà khi hỏi tiền giếng Thì chú thím lấy cái tư cách gì mà hỏi Lê hỏi vợ chồng nhà Sơn Thì hai đứa chúng nó im bặt Nhắc đến đây mới nhớ Lê đi vào bàn trong phòng mình lấy ra mấy tờ giấy hóa đường thanh toán tiền diện của ông Lộc lúc trước để lên mâm cơm. Cô nói Nhắc đến tiền mới nhớ giờ đám sứ của bố đã xong số tiền bổ cho bố thì mẹ cũng đã bỏ ra bây giờ còn mấy triệu tiền diện này thôi chuyện trong nhà bổ đậu con trai còn cái vân con gái chưa kiếm được tiền thì không bàn tới một lần đóng 8 triệu lần sau thì 3 triệu lần cuối người ta trả lại cho 2 triệu còn 9 triệu, mỗi người 4 triệu rưỡi. Lê vừa nói, vừa đập tờ giấy vào bàn. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi lãng sang chuyện khác. Gớm khổ, từ từ đã xem. Không được từ từ, chúng mày hay quên lắm. Đến hôm nay là ngày thứ mấy rồi, có thấy vợ chồng mày nhắc đâu. Lê không cho vợ chồng chúng nó khất thêm một lúc, cho nên liền đành tặc lưỡi đáp. Tí nữa ăn xong, tôi vào trả chị, Lê gật đầu tỏ vẻ ưng bụng Chúng nó chưa biết điều thế này Thì cô cũng nhàn bao nhiêu Từ hôm bố mất Nhà rất buồn Đôi khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào Thái cũng không bắt bẻ giờ nữa Sau khi bố ốm Hắn cũng thấy giờ giấc giả Nhưng tuyệt nhiên không than giảng lấy nửa câu Nhiều khi cái vần có hỏi Lê bảo Đấy là trách nhiệm làm con dâu Còn chẳng liên quan gì đến chồng cả có chồng sờ sờ nhưng lại không nhờ giả được, không nói được, dù là cái chuyện bé tí. Đời nói chung là cũng rất buồn. Ngày xưa khi mới cưới, Lệ còn ra sức giải thích, gào rít lên để nói với chồng, để nói cho hắn biết rằng anh em nhà hắn là kẻ đẻo giả. Nhưng cuối cùng thì người ta lại nghĩ cô ghê gớm, chuyện đi gây sự, sống với nhau từ bé, chẳng xảy ra xích mích gì, giờ lấy vợ về hôm nào cũng cãi nhau. Và cuối cùng thì Lê cũng khôn mà rút ra được một bài học. Là những kẻ vô tâm, thì mãi mãi họ cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, sai lầm mấu chốt ở chỗ nào. Nói đâu hay, chẳng khác gì đứa trẻ. Hôm nay đánh nó vì nghịch hẳn. Nhưng nó sẽ không để ý tâm, và mai nó lại tiếp diễn. Thái cũng giống như đứa trẻ con ấy, nghĩ đơn giản một cách không thể nào đơn giản hơn. Đến tầm này thì Lê cũng hiểu Cô chẳng trông mong gì giàu thái Việc của đứa nào thì đứa đó làm Có chồng nhưng vẫn chẳng phải Làm việc cực lực Đến chết để kiếm tiền đi đẻ Còn cô chỉ cần có bố Nội dung không có gì khác Nói đến chuyện cây tá của Thái dành cho vợ Lúc có rượu thì dinh giàu đánh vợ Nhưng sau khi tỉnh hắn thấy mình sai Bởi hắn vẫn còn thương vợ Nhưng lại vẫn không biết mình sai ở đâu và chỉ cần bị em trai bơm đẻo lại ra chiều hầm hực với vợ. Cái tốt tính của Thái nó giống bị bệnh mãn tính cho nên hắn không biết từ chối hoặc là nói không. Lê bây giờ chỉ biết cười nhạt, cô không có bất cứ yêu cầu nào đối với chồng cả, dù là điều đơn giản nhất. Bà Lộc buồn không thiết nói năng, ngày ngày lại ngồi trước bàn thờ chồng tụng kinh, niệm Phật cho chồng sớm được siêu thoát. Cai Vân vẫn học hành sớm tối Nên chỉ về nhà ăn cơm Nghỉ ngơi chốc lát Lại đi học ngay Nghĩ gia đình sau cái chết đột ngột Của ông Lộc sẽ êm ả, yên bình Mọi người trong nhà sẽ biết trân trọng nhau Vì đời là vô thường Sống này chết mai Chẳng thể nói trước Nhưng nào ngờ không phải như thế Sáng hôm ấy Cả nhà được phen giật mình bởi tiếng thét của bà Lộc Các con lật đật chạy sang phòng mẹ xem thế nào Cửa phòng đã mở Ngồi ở đất là bà Lộc đang chăm chăm Nhìn về cánh cửa tủ trống hoác Sơn dội dàng hỏi Có chuyện gì thế mẹ Mất, mất hết tiền giếng của bố mày rồi Bà Lộc nói đuôi cầu Giật cục thì hòa lên khóc Các con cũng sốc không kém Chúng nó cũng nhìn vào Cái cánh tủ bên cạnh Chẳng có gì cả Trống hoác Thái ngồi xuống lật mấy tờ giấy vớ dẫn xem Hắn vừa tìm vừa nói Sao mẹ lại để ở ngăn này Hớ hên như thế Hôm trước mất ví mà không rút ra được kinh nghiệm sao Anh đừng có trách mẹ Mẹ cũng có biết là sẽ mất thế đâu Mẹ nghĩ xem Liệu có phải để đâu rồi nhớ nhầm không Thái giận tiếc tiền mà trách mẹ Thì Lê lên tiếng nói Bà Lộc cứ bình tĩnh nghĩ lại Nhưng liền ở đó lại cười Nó bảo Chị Lê lúc nào cũng đi ngược lại tâm trạng của tất cả nhỉ mất tiền mà còn kêu bình tĩnh Trong khi của một đống tiền chứ nào phải dài đồng Thế nếu không bình tĩnh thì giờ này nhảy dựng lên là tìm ra tiền sao Không nói được câu nào thông minh thì tốt nhất đừng có nói Lê cắt ngang cái lý sự cuồng của Liên Bà Lộc vẫn ngồi đó khóc thuốc thích Bà méo máu đáp Mẹ để trong tủ này Vừa hôm qua mẹ để đó thôi Tại nghĩ mấy hôm nữa là cúng tuần nên mẹ định để đây chia ra cho chúng mày mua sắm đồ lễ nhưng mà giờ không thấy đồng nào nữa bà lộc bị mất tiền thì nói câu được câu mất khiến con cái cũng xót hết ruột gan lê hỏi mẹ mất nhiều không khoảng bao nhiêu năm triệu chẳng tất cả tiền giếng của bố mày đều ở trong đáy tất bà lộc không nghĩ ngợi mà nói ngay cái liền nghe bị mất ngần ấy tiền thì dựng ngược lên nó nói trời đất ơi, mất gần 60 triệu. Chết mất thôi, sao mẹ lơ đỡn thế? Hôm xong đám con định hỏi mẹ có bao nhiêu đi gửi ngân hàng cho chắc, thì lại có người nghĩ con tham lam, bố vừa chết lại hỏi đến tiền. Giờ thì hay rồi. Cây liền nó cứ bồ bồ mồm, nói đến chuyện nhắc trước, khiến bà Lộc chỉ biết khóc vì tiếc của. Cây vừng lắc đầu, nó bảo. Không được, không thể cứ để kiểu mất của như cơm bữa thế này được, phải báo công an cho người ta điều tra Công an thì làm được gì Người ngoài ăn cắp còn đỡ Chứ người trong nhà mà ăn cắp Thì cũng cho đi tù sao Để người ta cười vào mặt cho sao Với lại có gan ăn cắp Thì cũng không phải hàng cù lần đâu Người thông minh thì biết đường chùi mép là cái chắc Lúc đấy cũng không tra được cái gì cả vâng vừa nói báo công an thì liên nói ngay Nhưng còn mắt nó lại đá xéo sang lề ám chỉ nghi ngờ Lê bảo Người nhà thì sao Người nhà mà đi ăn cắp của mẹ Thì phải cho đi tù gấp đôi Tham lam của ai Chứ tham lam tiền giếng của bố Thì bắn chết mẹ đi Lê cũng không phải Là rủa mấy đứa trộm tiền Một cách không thường tiếc Cái liền cũng phải nể Về cái độ già mồm của Lê Nói thẳng ra trong nhà Lê nghi ngờ vợ chồng nhà cái liền nhất Tính chúng nó thế nào thì cô là người hiểu rõ. Và cô cũng biết, chuyện bà Lộc bị mất cái ví tiền còn chưa tìm ra trộm. Này lại đến chuyện tiền giếng này, nếu không tìm ra thủ phạm thì cả nhà sẽ còn nghi ngờ lẫn nhau. Sau một lúc nói chuyện thì cả nhà im lặng, giờ tiền cũng đã mất. Nhưng đến giờ tất cả còn phải đi làm, đi học. Cho nên bà Lộc ở nhà tìm lại các ngóc ngách. Giờ bà Lộc thực sự rất khổ, tóc bà đã bạc trắng cả, Mọi khi mỗi lần xảy ra chuyện Bà sẽ lại đi thắp nhang cầu khẩn Nhưng lần này bà cũng chẳng màng tới Cầu thì chồng bà vẫn chết Tiền vẫn mất Còn cái vẫn chửi nhau như mổ bò Tối các con về sớm ăn cơm với mẹ Mấy đứa hỏi bà Lộc có thấy tiền không Nhưng bà chỉ thở dài lắc đầu Vậy là mấy chục triệu tiền giếng đã bốc hơi Giờ thì bố chúng mày cũng mất Mẹ thì cũng chẳng khỏe mạnh gì nữa hai anh em mày bàn với nhau xem đứa nào ở đứa nào đi mẹ à bố mới mất bây giờ không phải lúc bàn chuyện đi hay ở người ngoài người ta thấy lại nghĩ nhà mình bố mất lại tan đàn xẻ nghé sơn lên tiếng nói với mẹ bà lộc thở dài đáp đằng nào cũng phải chia rõ ràng cho xong một thể đi chứ không mấy tháng nữa cả hai đứa nó đẻ nhà lại chật Tao tính rồi Thằng Thái là con trưởng Mày là thứ. Tốt nhất Vợ chồng mày dọn ra ngoài Để thằng Thái cắt thêm tiền cho chúng mày ra ở riêng Giờ này bằng Thì làm gì dọn kịp cho vợ con đẻ Số tiền con mượn anh Thái còn chưa trả được Mẹ cứ để chúng con tự tính với nhau Sơn một lần nữa Không muốn chuyện đi Nên nói với mẹ Tất nhiên Thái chẳng hề biết ý đồ của em trai Nên cũng không có ý kiến Người ta bảo thế nào thì nó như thế Người như Thái biết gì câu nói sâu xa Lê ngồi không nói Tuy vậy nhưng cô vẫn để ý Hai vợ chồng nhà Sơn Liên Khi bà Lộc nhắc đệ chuyện nhà cửa Thì ánh mắt chúng nó như thế lồng lên sông sọc Cái tâm cơ này trong nhà Chắc chỉ có Lê là hiểu ra mọi sự Như cô cũng biết Bản thân mình không thể đơn độc Mà thắng nội những đứa có quá nhiều Mưu hèn kế bẩn như vợ chồng nhà thằng Sơn. Giờ cô cũng bầu 7 tháng, cô mong con gái cô chào đời trong êm ả. Sau mấy hôm ổn định thì gia đình cũng đi vào quỹ đạo như bình thường. Công việc kinh doanh bán bánh của bà Nga rất thuận lợi. Đơn hàng nhiều lên, Lê phải ở lại làm có khi đến 10 giờ tối mới được về đến nhà. Chiều ngày hôm ấy khách đồng đến mức phải xếp hàng, hai mẹ con luống cuốn tay chân làm không kịp Lê không cẩn thận còn bị bắn dầu nóng vào tay, đền bỏng, thành thử ra có mỗi mình bà Nga làm. Nhìn người ta mua bánh đông, nhiều người phải quay đi vì đợi lâu, Lê cũng xót ruột nhưng chẳng biết phải làm sao. Khách đông quá nhỉ, cô làm đi, cháu bỏ túi cho. Khi Lê còn đang suýt xoa vì cái tay bỏng đỏ, thì một người thanh niên đi đến kéo tay áo, cầm đũa lật bánh cho bà Nga. Bà cũng không khỏi sửng sợ Nhưng rồi cũng phát hiện ra đấy là Tú Người lái xe tông phải thằng cu Con nhà cái liên Mọi khi Tú hay mua bánh ở đây Nhưng mà Toàn nói người trên xe xuống mua Hôm nay có lẽ đi một mình Bà Nga thấy người con trai mặc quần là áo lược lật bánh Thì có ý lấy lại đôi đũa Tỏ ý không nhờ Cậu lấy bánh vải không? Cậu cứ ra ghế ngồi đi Tí là được Cô cứ làm đi, cháu cũng đang rảnh đây. Nói rồi Tú cứ thế chiên, còn bà Nga thì làm. Lâu lâu dầu bắn vào áo mà người thanh niên cũng không đói hoài gì. Nhìn thấy Tú, Lệ nhớ ra vì người đàn ông này mà cô đánh nhau với cái liên. À, thằng Biên đấy cô bảo nó khỏe hẳn rồi chứ. Chân nó không công hay gì chứ. Dạ, vẫn thẳng lắm anh À. Lê đang nghĩ thì Tú hỏi khiến cô giật mình. Nhắc đến thằng Bin, nghịch ngợm khiến cho Lê cũng phải chịu thua. Nó không chỉ chạy nhảy mà còn phá phách khắp nhà. Hồn đám tàn ông nội nó, cô để bát cơm, quả trứng ở bàn thờ, nó cũng tự lấy ăn. Mấy người giàu đám nói thì con mẹ nó còn bên, trẻ còn không biết gì, trong khi nó đã 4 năm tuổi. Cô hồn dỗi nó, bảo đưa thằng Bin đi học. Nhưng cả tuần mới đi có một buổi còn toàn ở nhà chắc mẹ nó sợ tốn tiền mới thấy tú chiên cho bà nga hết mẹ bánh nọ đến mẹ bánh kia cũng phải nói tú chiên bánh rất khéo bánh vừa chín chứ không rối hoặc là vàng quá lúc đầu bà nga còn giữ ý không cần như vậy sau thì khách đông cho nên cũng chẳng làm khách sáo tú chiên xong lại dớt ra ráo dầu cho nguội rồi lại bỏ vào túi trong anh làm rất thành thục Người ngoài còn nghĩ Tú cũng làm bánh khá lâu. Phải nói bà Nga và Tú làm rất ăn ý. Trong lúc làm, bà Nga hỏi Cậu trong thư sinh mà chiên bánh cũng khéo ghê. Cháu khách ruột nhà cô mà mấy lần đứng đợi cháu thấy hai mẹ con làm sao giờ cứ làm y tế là được thôi. Tú cười lên ngồi sau nhấp nhổm trong xem người đàn ông vừa lạ vừa quen giúp đỡ. Tính tình Tú ôm hòa thì Lê cũng biết Chỉ là mỗi lần cặp kè với gái Thì Tú làm ra kiểu rất lạnh lùng Cũng có thể là làm lơ người ngoài Không chú ý Sau một lúc thân thiệt Thì bà Nga cũng hỏi về gia đình của Tú Trong cậu thế này chắc chưa đến 30 đâu Chắc còn chưa lập gia đình Cậu làm bên công ty kia có phải không? Cái lề nhà tôi hay mang bánh sang cho nhân viên bên đó Cháu 30 hơn tí thôi cô Cháu từng lập gia đình Nhưng vì một vài lý do nên đứt gánh Giờ cháu làm trưởng phòng bên công ty đấy Công việc nói chung cũng nhàn Bởi nhân viên cháu đã làm hết Cháu lâu lâu Để ý với ký giấy tờ thôi Nếu mọi người tăng ca thì cháu đi mua bánh Bà Nga gật đầu Lê tuy không nói Nhưng cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy Trong tú trẻ như thế nhưng hóa ra cũng chạc bằng tuổi chồng cô. Cái lệ để ý hơn là cả chuyện Tú nói đã có một đời vợ khiến Lê rất bất ngờ. Cô đang nghĩ xem lý do nào mà một người đẹp trai công việc ổn định này lại từng đổ dở liệu có phải là do lăng nhăng hay không? Nghĩ là nghĩ như thế chứ cô cũng không thừa hơi mà thắc mắc bởi người đàn ông lắm tài thường nhiều tật và điều dễ hiểu không có gì lạ lẫm trong xã hội cả cứ ngẫm thử chồng cô mà xem đã không biết gì thụ động nhưng cũng rất dễ bị bơm đểu đến cái tôn trọng và tin tưởng vợ hắn còn không làm được kia mà đúng là đầy đủ cầm bột bất lực 6 giờ tối khách giảng tôi cũng mua được số bánh mình cần mang về cho nhân viên ăn bà nga cảm ơn rối rít rồi tiện tay bóc thêm mấy cái bánh cho vào trong túi của Tú. Nhưng Tú không lấy, chỉ lấy thêm đúng một cái bánh ăn ngay tại đấy, gọi là cho bà đỡ ngại. Tay của Lê cũng đỡ rác hơn khi chườm đá. Lê chạy ra phụ, nhưng bà Nga không cần nữa. Bà dục con về trước nấu cơm, tí hết hàng, bà về là dừa. Mấy hôm nay đông khách, hai mẹ con cũng phấn khởi, ăn cơm với mẹ xong. Lê cũng đi về, trời trở rét buốt nên đường về cũng vắng hơn mọi khi khi lê vừa nhẩm tính xem con gái trong bụng đã được bao nhiêu tháng còn chuẩn bị tả lót đồ đạc ngày hôm trước lê có nói với mẹ việc chuẩn bị đồ sinh bà nga bảo khoảng đấy để bà lo lê thì đi làm suốt thời gian nào mà sắm sửa với lại bà nghe người ta bảo càng sắm đồ muộn thì bầu càng khỏe cho nên ngày hôm qua bà mới mua được cho cháu ngoại một ít đồ sơ sinh. Bà bảo sắm quần áo, bao tay bao chân trước, còn biểm tả sắm ngày cần sinh cũng được. Lệ háo hức, do bộ đồ sinh lên để ngắm nghía. Cái quần dài chắc chỉ hơn một gan tay, nhỏ xíu. Nhìn con gái trong mông, bà cũng không dám nói chuyện lo lắng trong lòng. Bởi có thể bây giờ nghĩ đơn giản, đứa bé này không khỏe mạnh. Sau này chỉ lê khổ dạo đây, chứ không ai Biết con gái rất bướng Bà cũng không xen vào Bây giờ cũng tháng thứ bảy Chứ bé bỏng gì nữa Thôi thì cầu trời khấn Phật Cho mọi sự yên lành Trong niềm vui phấn khởi Khi về những tháng cuối của thai kỳ Nhưng tuyệt nhiên Lê không chia sẻ niềm vui này với ai Kể từ khi bác sĩ kết luận thai có vấn đề Thì Lê đã không còn quan trọng thái Phải quyết định chuyện gì nữa Đối với Lê hắn chỉ cần hiền lành, đúng bản chất. Còn chuyện khác, cô lo một mình thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Đẩy cái cổng nặng nề, rồi dắt xe. Lê lẩm bẩm hát mấy câu yêu đời rất vui vẻ. Lâu lắm rồi mới thấy tinh thần cô phấn chấn như thế. Cho xe vào trong sân. Lê dẫn thấy gia đình chồng ngồi trước mâm cơm. Ngày xưa khi ông Lộc còn sống, nếu cứ cơm chưa ăn mà chờ con dâu về thế này, thì ác lại có vấn đề nhưng giờ ông lộc cũng đã mất lâu lắm rồi cũng không xảy ra chuyện cho nên lê vô tư nghĩ có lẽ mọi người chờ cô về ăn cơm cho vui chị lê chị ngồi vào đây cho nhà tôi được thưa chuyện giọng bà lộc giang lên sực mùi mỉa mai khiến lê ngước lên vẻ mặt từ người trong nhà rất khó coi lìa mắt tới vân nó cũng lắc đầu không biết chuyện gì kéo cái túi vào trong hè lê vẫn ngồi vào ghế riêng biệt giống như tội đồ ngóng xem lại có chuyện gì trong cái nhà lắm chuyện này thái mọi hôm e về với vợ hôm nay cũng trưng ra bộ mặt lạnh luồn không làm mất thời gian hắn để cái điện thoại đã bật sẵn một bức hình trong điện thoại bây giờ là hình chụp trộm từ bên kia đường ngó sang tú đang chiên bánh hộ bà nga Tuy tấm này không thấy lê chỉ có hai người là bà nga và tú thái độ niềm nở không giấu được trong tấm hình Lê trố mắt ra nhìn xem có gì bất thường hay không. Nhưng cuối cùng cô không thể hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu. Khi còn đang dán mắt vào điện thoại thì thấy dần lấy cất đi, vẻ mặt hầm hực nói. Em nói đi, thế này là thế nào? Thế nào là thế nào? Ý anh là sao? Lê cấu bẳng hỏi lại, cô cũng không hiểu cái gì mà người ta cứ phải quàng vào cổ cô những cái thứ không đâu. Bà Lộc nói Xem chừng cô vẫn còn già mồm lắm Có lẽ Cô chẳng còn thiết tha gì Cái gia đình này nữa Mà chữa biết chừng Tiền giếng của ông Lộc Cũng do cô lấy Này mẹ, mẹ nói thế là có ý gì Chuyện tiền đâu mẹ không cất cẩn thận Liên quan gì đến con Con còn không hiểu ý nhà mình Đi cho con bức ảnh đó có gì Có cái gì thì cứ nói thẳng ra Giăng dở nhiều, rách diệt Lê nói rồi vội tay một cái dứt khoát. Vợ chồng nhà Sơn với cái vườn ngồi đấy không lên tiếng, bởi không biết đầu đuôi sự tình thế nào, chẳng biết bên ai. Thái thấy giờ cố tình không hiểu thì bình tĩnh hỏi từng điều để xác minh. Em nói đi, người đàn ông đang chiên bánh này có phải cái tên đã gây ra tai nạn cho thằng Bin không? Phải, thì sao? Câu hỏi mang tính chất vấn của Thái thì Lê lại dưỡng dừng hỏi lại. Khác hẳn với suy nghĩ của mọi người trong này Là Lê phải giật mình lo sợ Vì chuyện đã bại lộ Nhưng mà trong kìa Cô lại không có một nét nào sợ trên khuôn mặt cả Thái hỏi Tại sao hắn lại ở đó Lại chiên bánh Lại cười nói với bà Nga như người nhà như thế Công ty anh ta ở ngay ngã ba Trong lúc đông khách Người ta đợi mua bánh cho nên phụ thế thôi Mà sao anh cũng phải quan tâm chuyện đó Ai gửi cho anh tấm hình này hay ý của anh là Lê ngập ngừng đặt ra lý do hợp lý nhất Trong thời điểm này Thấy Lê không nhận Thái chơi bài ngửa luôn với vợ Sao thằng này Lại tông vào thằng Bi nhà mình Sao nó lại ráng bánh cho bà Nga Sao công ty nó lại ở gần đấy Sao nó lại gọi điện lúc sáng sớm Sao nó lại quen biết nhà cô trước Cô bảo cô đi phụ mẹ bán hàng Thế mà giờ lại có cái thằng Mang nhiều trùng hợp ở đấy chỉ có là nó cố tình gây ra như thế Chứ trên đời này Làm đết gì có cái gọi là trùng hợp thấy ghen tím hết cả mặt mày bắt bẻ Lại nghe cái giọng của hắn Thì biết Có đứa thối mồm nào đó Suối hắn nói như thế Chứ người ngu dại như thế Đời nào biết Mấy câu dằn dèo như thế này Lê cũng chẳng có gì mà phải sợ Ăn dụng thì chịu Chứ bị oan Còn lâu cũng mới chịu Bà Lộc thấy con dâu không nói thì tưởng con bị nắm thóp liền trách cứ đúng là ở lâu mới biết bộ mặt thật của chị lăn loàn đến thế là cùng mà có khi hôm đấy nó cố tình tông vào thằng pin cũng chỉ là để tiếp cận nhà mình thôi lúc tôi nghe nó nói chuyện thân thiết tôi đã nghi rồi làm gì có thằng đàn ông giàu có nào mà ăn nói nhẹ nhàng như thế đúng là biết mặt biết người chứ biết lòng thế nào trong cái ảnh này Mẹ cô cũng ưng nó lắm rồi đó chứ Bà Lộc đá xéo con dâu Là thứ ngoại tình trơ trẽn. Lê nhìn Thái, Cô nói với chồng cô Ai chụp tấm hình này cho anh Là ai thì quan trọng sao Nó chẳng bằng đồ dung trọng đấy Đúng sai đâu Mà cãi Oan ức lắm sao Thái nói vợ nhưng khinh khỉnh quay đi chỗ khác Không thèm nhìn Lê nhếch cái môi lên một cái Tỏ vẻ không chịu nhận Đấy, cái hàng người này mới chết. Lấy vợ không biết đầu đuôi thế nào. Nghe người ngoài chửi vợ, nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Tao đoán không nhầm, thì lại là mày cắn trộm phải không liên? Cái ngữ thối mồm nhà mày, chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo. Phải, là tôi chụp đó. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Việc gì tôi phải sợ chị. Giờ thì nói đi. Chẳng phải tự dưng một thằng giàu có, ăn bận đẹp đẽ đi ráng bánh cho nhà chị lúc đầu tưởng đâu chị sống đàng hoàng lắm đau ngờ lại ngoại tình trước thanh thiên bạch nhật coi anh trai tôi như chết rồi liền cố tình chọc vào sĩ diện của thái để hắn chửi bới vợ mình nhưng lê không thèm đôi co mà đứng lên chuẩn bị về phòng trước khi đi cô cũng chỉ đùa bảo này cái thằng này nó cặp với mẹ tao đó như trong hình nó cười với mẹ tao Chứ tao cười với nó lúc nào Còn chuyện tao quen nó trước Thì tao bảo tao quen nó trước Vì nó mua bánh quen nhà tao Cái chuyện nó gia vào thằng Bin Là một chuyện hoàn toàn riêng biệt Mà mày cứ phải quàng vào đầu tao Tội ngoại tình thế sao Mẹ Mẹ nghe chị ta nói chuyện kìa Cái liền ấm ức Lùi bà Lộc vào Thì Lê liền giơ tay nói tiếp Tao cũng nói luôn bởi hôm nay tao bỏng Thằng này muốn lấy bánh về cho nhân viên Nên phụ mẹ tao một lúc Chỉ là khách quen, người ta làm hộ Mà chúng mày quy chụp là lẳng lơ Thì chưa đủ cơ sở đâu Chừng nào bắt gặp tao Trên dưới hay ở khách sạn ấy Chứ mấy cái này Tao cũng ngại phân bua Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ Tao lười giải thích thêm lắm Mà lần sau Cứ ăn cơm ngon lành trước đi Rồi hẳn hang hãy nói bỏ bữa vì chuyện không đâu đúng thật là trời đánh tránh bữa ăn nói xong thì lê cũng lưỡng tưởng về phòng bỏ mặt những ánh mắt không mấy thiền cảm cùng lời bàn tán xì xào anh thái anh phải tin em không có cái chuyện vô tình nhiều như thế gớm thôi đi chị lê nói đúng đó người ta có ý gì với nhau thì vào chỗ khác chưa ai đứng ráng bánh cứ suy bụng ta ra bụng người xong toàn loạn cả lên cái vần lèm bèm rồi đứng dậy không thèm ăn Lê nói đúng Cứ nói chuyện trong lúc ăn cơm Là tự dưng no ngang Vừa rồi thì quý vị đã cùng với Tú Quỳnh lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Tấm thân đàn bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tú Quỳnh trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.